Đây, hello anh em nhá. Chào mừng anh em trở lại kênh của mình. Hôm nay thì mình lại review tận cảnh cho các bạn khám phá cái đôi đèn gầm của Kia K165 K3000. Rất nhiều các bạn hỏi mình là cái đôi đèn gầm ấy tại sao mà anh mua không vừa, rồi là chú bán như nào cho anh em trên mạng, rồi là anh em chạy ngoài đường thấy đẹp lắm, khít lắm, rồi là không bao giờ bị tình trạng này nọ. Thì hôm nay thì mình quay cho các bạn tận cảnh nhá. Đây là em trai mua đôi đèn gầm nhà mình các bạn nhá. Em trai mua đôi đèn gầm nhà mình, và sau khi mua xong thì sẽ có một số những tác động nhỏ ở cái ba đợt sóc này thì nó mới lên được đẹp con như này, chứ không phải bình thường mà tự nhiên nó lên được nhà đâu các bạn. Đấy, đây là đèn gầm nhà mình các bạn nhé. Các bạn đang mua nhà mình các bạn, hôm nay các bạn xem đó kỹ cái video này để mình phân tích cho các bạn cách chế là gì. Đây, đây là Kia đúng không các bạn, toàn bộ dòng Kia K165 K3000 thì không có đèn gầm. Thì hôm nay thì mình quay cho các bạn tận cảnh luôn nhá, đèn gầm này các bạn này. Đây, sau khi em trai xong thì em trai về có độ cái bóng bi cầu led, bi led ở đây nhá, thì chúng ta sẽ phải tác động và chế cháo cái bóng thì quan trọng. Nhưng cái quan trọng hôm nay mình review cho các bạn xem là cái cách chân chế. Đầu tiên các bạn nhìn vào đây là các bạn nhìn đây, em trai sẽ phải cắt một tí ra, cắt một tí ra thì nó mới vừa cái đèn này được các bạn nhìn này. Đấy, các bạn thấy không, nó phải cắt một tí ra, nó phải cắt một tí đây thì nó mới lọt thỏm cái đèn này ra ngoài được, chứ không phải bình thường là cái đèn nó lọt thỏm ra ngoài đẹp như này đâu, đẹp bằng mặt phẳng này đâu các bạn nhìn, bằng mặt phẳng đúng không. Nhưng mà ngoài trước đó thì em phải cắt một tí đây, cắt một tí đây các bạn nhá. Sau khi cắt xong ấy thì chúng ta sẽ phải chế chân. Các bạn nhìn chân chế này, đây các bạn nhìn nhá, em trai em bị bắn vít này đó, em bị cấy vít, cấy vít các bạn nhá, cấy tai vít, em bị cấy vào cái tai của cái ba đợt sốc chỗ này các bạn này, cấy vào cái ba đợt sốc một miếng tai nhỏ lên trên mà chúng ta cầm vít, chúng ta vít vào đây. Đấy, mình quay đây các bạn xem ở dưới luôn nhá các bạn nhá. Đây đó các bạn thấy không, đó các bạn thấy không, kiểu chiều chân này. Ơi bác cái đấy ạ. À, ê em bảo cho em thì đây em bị lấy rồi, có bác hết, có hết, em bác hộ rồi. Ừ đấy, đấy các bạn nhá, chúng ta phải chế chân, chúng ta chế chân, chế cái này ấy, thì nó rất nhiều loại chế, nhưng mà vấn đề đẹp được chúng ta phải quyết một tí đây các bạn ạ, quyết một tí đây và chế ba cái chân bên trong thì nó mới có thể vào cái đèn chắc chắn như này được đấy, chứ không phải là bình thường chúng ta về mà chúng ta đập phát vào được như này luôn đâu các bạn. Đây mình quay cho các bạn xem này. Đó, các bạn thấy không, đây là chân đèn này, đây cái chân đèn đây này các bạn thấy không. Em đi phải hàn một cái miếng tôn nhỏ vào đây, sau đó chúng ta bắt vít vào đây thì nó mới ra được cái đèn đẹp như này. Đây là em mình chế cái bóng lát siêu sáng bôi keo các bạn nhé. Đó, đó đây là toàn cảnh cái đèn gầm các bạn này. Đấy, toàn cảnh cái đèn gầm chế chân. Mỗi đèn gầm này thì sẽ có ba chân. Thì bạn ấy mình theo mình nhìn ở đây ấy, thì là bạn ấy sẽ hàn một cái miếng tôn nhỏ, một cái miếng tôn nhỏ vào trong cái ba đầu sốc, trong đó bạn ấy sẽ bắt vít vào. Đấy, cũng rất là sáng tạo luôn. Còn nhiều kiểu anh em làm lắm, nhưng mà kiểu này rất là hay luôn. Em ơi, ngày trước chế cái đèn này có phải tháo hẳn ba đầu sốc ra không? Phải tháo hẳn ra đúng không? Đấy, tháo hẳn ra trong bộ. À thì làm nó dễ hơn đúng không? Đó các bạn nhá. Đấy, hôm đấy thì em mua đèn của mình thì để sau khi tháo hẳn ba đầu sốc ra các bạn nhá thì nó sẽ đẹp như này các bạn này. Đấy các bạn thấy không? Lái phụ đều đẹp như này luôn. Đấy. Đó các bạn thấy không? Đây các bạn nhìn này, cắt này, tiết này. Đấy, hai bên đều phải tỉa ra một tí các bạn nhá, tỉa một tí thôi. Thì nó mới nọt thẳng cái đèn ra ngoài, chứ không phải bình thường mà các bạn mua của mình về các bạn quạt. Em ơi, anh em nhìn trên mạng đẹp thế thì đây anh em phải làm như này. Đó, đấy các bạn nhá. Đấy là toàn cảnh mình đã quay cho các bạn thêm qua cái đèn gầm của K165 K3000. Anh có. Ok nha các bạn nhá. Đấy có những anh em mua đèn thì anh em mình nhá, theo số điện thoại là 0978 23083 và 0978 23038. Thank you anh em rất là nhiều luôn. À, một cái ông vàng cây trắng và sao nghe dã kinh quá các bạn. Đây, em trai làm đôi còi ong này các bạn này. Đấy, rất là rát tai luôn các bạn nhá. Ok, thẳng tắp luôn. Quay qua cho các bạn kính nhá. Kính nhắn gió nhà mình nhá, bảo hành cho các bạn là không ố, không lóa và không nhòe. Kính trên thị trường thì có rất nhiều loại kính, đa số 80%, 90% của là kính của hãng này các bạn này. Đấy, kính này là không ố, không lóa, không nhòe các bạn nhá. Nó không có biểu tượng taco thôi, nhưng mà đảm bảo các bạn là không ố, không lóa, không nhòe, vì kính này nó lắp cho Frontier. Vì dòng này nó chung với cái form của Frontier các bạn nhá. Em trai giã còi phát nhá, cho đi nhá. Đây, mình sẽ quay cho các bạn nhìn nhé. Cái em trai đi thì mình sẽ quay cho các bạn xem cái bạn mình giá đôi còi các bạn nhá. Đây, mình đi ở đây cho đều anh hưởng đến dân. Rồi. Ok. Đó.